Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Thượng Thanh Hà Từ, ngài hồi xưa ngài dạy Thiền Sư Trung Hoa, có một vị cư sĩ tên là Linh Chiếu. Hòa Thượng nói cô rất là lanh lợi, sống hết lòng vì mọi người và có hiếu với cha, cho nên Hòa Thượng muốn đặt thiền viện Linh Chiếu để cho quý cô noi gương theo, là sống tuy rằng cư sĩ hay là Phật tử hay là tu sĩ, tu phải sáng đạo và sống với cộng đồng mọi người, là cái đạo đức làm người là trên hết, phải hiếu kính cha mẹ và phục vụ nhân dân. Trải qua 44 năm thành lập theo ý nguyện của Trưởng lão Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Thích Thanh Từ, sau nhiều lần trùng tu tôn tạo, Thiền viện Linh Chiếu từ một ngôi chùa lập lá ba gian vách đất ban đầu, đến nay đã trở nên khang trang, quy củ với hệ kiến trúc giản dị, mộc mạc. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn, cho nên Hòa Thượng gom những mấy cái thất của chúng tôi lại cất thành một cái thiền viện, lấy chữ là Linh Chiếu. Thì trong lúc đầu chỉ có 9 vị thôi, nhưng mà từ từ đó tăng, thì bây giờ gần 200 vị. Từ cổng tham quan thiền viện đi vào là ngôi chánh điện nằm giữa hai hàng sala. Bên trong Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cầm cảnh sen uy nghi. Đối liền chánh điện là nhà tổ và tôn tượng Bồ Đề Đạt Ma đặt giữa hai tấm biển bằng gỗ chạm hai cầu nối. Tôi đến đây tu tập và Phật pháp là cũng giờ nương ở đức sư ông sư phụ, quý thầy quý cô, và cũng muốn đến đây để học hạnh của quý thầy quý cô, thành ra thường xuyên tới. Thì mỗi người một quan điểm, mỗi người một tư tưởng và mỗi người một cái nhìn khác nhau. Có người thì thấy phong cảnh đẹp, có người thì thích cuộc sống yên tĩnh. Bên cạnh cảnh quan luôn xanh mát yên bình, nổi bật trong khuôn viên thiền viện là tuyến đi đường khám bệnh, các phát thuốc miễn phí cho người dân. Từ nơi đây, tấm lòng từ bi được lan tỏa rộng khắp, góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp của thiền viện. Thấy ở đây quý cô giúp đỡ cho những người nghèo mà bệnh, là người ta thậm chí ta không có tiền để uống thuốc bắc, thì người ta cứ đến đây người ta cắt thuốc thang, xin thuốc thang về uống năm này qua năm kia vậy đó, nó rất là giảm luôn. Bản thân tôi cũng là uống hết chục này tới chục kia vậy đó. Lúc đó Hòa Thượng còn Vũng Tàu, mỗi lần Hòa Thượng về đây thấy dân chúng quanh vùng này là nghèo khổ, hay đến chùa để xin thuốc. Ở như cảm từ ở ngoài không có tiền thì vô chùa xin thuốc. Hòa Thượng thấy như vậy, Hòa Thượng cái lòng từ bi muốn mở cái phòng thuốc. Hòa Thượng dạy chúng tôi là trồng những cây thuốc quý, những cây thuốc gì, thuốc vườn có thể trồng được thì đó là trồng. Thì Hòa Thượng cho thành lập tiện đường. Từ đất hoang nay đã trở thành vườn xanh, mái lá được thay bằng mái ngói. Thiền viện Linh Chiếu được như ngày nay là nhờ trí tuệ và lòng từ của nhiều người. Nơi đây giờ không chỉ là nơi tu học thường xuyên của hàng trăm ni sinh, mà còn là chốn an yên, nơi tìm về của hàng